Chúng khanh, kho lương đã bị cháy, phải làm thế nào mới được đây? Kế sách hiện nay chỉ có ra lệnh cho binh sĩ cưỡng chế thu lương thực của người dân. Lương thực trưng thu được thi hành phân bổ, lương thực dư ra sẽ đưa vào quân đội. Nhưng như thế thì lương thực vẫn chưa đủ. Chúng ta có thể để người già yếu ra khỏi thành, chỉ để lại người cường tráng giữ thành. Điều này vừa có thể tiêu hao lương thực của quân nhà Ninh, lại có thể giải quyết vấn đề thiếu lương thực của chúng ta. Nhưng nếu Ninh quân không tiếp nhận những người già yếu này thì sao? Nếu bọn họ không tiếp nhận, vậy trách nhiệm khiến người ta chết đó là của họ. Hạ nhân vì lòng dân chắc chắn sẽ thu giữ những người đó, sẽ không để họ chết đói. Thả bọn họ ra, vừa có thể đánh vào lòng quân Tây Vực, lại có thể giữ được mạng của những người già yếu. Thạch Thư Lễ của thực không hổ danh là điệp vệ tài năng xuất chúng. Tên Nịnh Thần nhà ngươi, đổi những người già yếu đó ra. Lòng quân, lòng dân của chúng ta đều sẽ bị lung lay từ đây. Quốc chủ, không thể làm vậy. Vậy từ đô đốc, ngài có cách gì có thể giải quyết vấn đề thiếu lương thực không? Chúng ta có thể để các trọng thần trong triều quyên góp một ít lương thực, nộp vào quân đội. Đám người này ít nhất cũng cả tấn lương thực trong nhà. Nhưng ngày đất nước sắp diệt vong, họ còn ôm số lương thực này trong tay. Đất nước này còn có hy vọng nào không? Thạch đại nhân nói đúng, đưa những người già yếu này ra khỏi thành, đây là cách duy nhất. Điều này quá vô liêm sỉ rồi, đuổi hết đám người già yếu đó đến chỗ chúng ta, để chúng ta lo cơm. Thể loại gì vậy? Đám người đó tuy là già yếu, nhưng không hiếm con cái của họ đang ở trong quân đội Tây Vực. Vai trò của những người này rất lớn. Chúng ta hãy để họ ăn no, ăn ngon trước, sau đó để họ gọi con cái của họ tới. Như thế, những người giữ thành đó còn có sĩ khí không? Nhưng liệu đám người đó có chạy tới không? Lúc đầu thì sẽ không, nhưng thời gian dài, đó rồi thì sẽ có hiệu quả. Cứ như vậy không đến vài ngày, liền có mấy người canh giữ thành lén chạy tới. Sau khi ăn no cũng gia nhập đại quân chiêu hàng. Quốc chủ, không thể đầu hàng. Về phần không đủ lương thực, có thể để đại thần quyên góp thêm. Ta biết các ngài có bao nhiêu lương thực, nếu lấy ra hết, có thể chống đỡ được nửa năm. Nửa năm sau, tình hình sẽ có thay đổi. Thế nên, ta vẫn là câu nói đó, cứ kiên trì giữ thành thì sẽ có cách. Lúc này mà ai còn nhắc đến cắt đất cầu hòa, đừng trách ta không nể tình. Thạch đại nhân tìm ta có chuyện gì? Tình cảnh hôm nay, Thơ đại nhân cũng đã nhìn thấy. Đại nhân đề nghị cắt đất cầu hòa, lại bị đám quan võ từ Như Phong sỉ nhục. Theo kết quả này, đám người từ Như Phong chắc hẳn là muốn chiến đấu đến cùng với Ninh triều. Đại nhân cho rằng khả năng chiến thắng cao không? Đã đến lúc này rồi, còn nhắc gì đến chiến thắng chứ? Có thể thua ít một chút, đã là nhờ phước của Tổ Tông rồi. Từ Như Phong, ông ta đặt hết hy vọng vào Lương Triều. Mong rằng năm sau nhà Lương không hy vọng nước ta bị diệt vong, có thể tấn công dữ dội hơn. Từ đại nhân cho rằng điều này có khả năng không? Ngài có điều gì hãy nói nhanh, đừng vòng vo nữa. Vậy thì ta sẽ đi thẳng vào vấn đề nhé. Từ việc của Lâm Giang đến cuộc vây hãm thành Cự Khuyết hiện tại, Ninh Triều hành sự không hề dây dưa. Điều này chứng tỏ Ninh Triều đã chuẩn bị cho trận chiến này trong nhiều năm. Vì vậy, nhà Ninh chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ ở biên giới phía Bắc. Ý ngài là nói, năm sau quân Ninh sẽ không vì việc ở biên giới phía Bắc mà rút quân. Trận chiến này chúng ta chắc chắn sẽ thua, ta không dám kết luận. Không ai chắc chắn về chiến tranh, nhưng khả năng cao là chúng ta sẽ thua. Nhưng bất kể ai thua ai thắng, sau chiến tranh kết thúc, Khôi gia đều không đạt được lợi ích gì. Ta muốn nghe chi tiết. Đại nhân hãy thử nghĩ, nếu thành Cự Khuyết bị công phá, thế thì không cần phải nói nữa, tất cả đều chấm dứt. Thành Cự Khuyết giữ được, Ninh triều lôi binh, người được lợi sẽ là ai? Còn không phải là đám võ tướng đó sao? Khôi gia thì sao? Lương thực tích trữ nhiều năm đều bị quét sạch, tổn thất cực lớn. Hơn nữa, lần này chỉ là không đủ lương thực, lần sau nếu là quân lương không đủ, có phải Khôi gia cũng phải quyên tiền không? Đến lúc đó Thôi gia cũng tán gia bại sản rồi, đám võ tướng đó lại dựa vào quân công cực kỳ hưng thịnh. Lúc đó, đám quan văn chúng ta phải dựa dẫm, nhìn mặt mà sống. Thôi gia là người đứng đầu quan văn, cũng sẽ không được tốt lắm nhỉ. Ý của Thạch đại nhân là chi bằng đầu hàng. Đại nhân không cần căng thẳng, điều này cũng vì lợi ích của Thôi gia. Môn sinh Thôi gia toàn là quan ở Tây Vực, có Thôi gia, Ninh triều mới có thể thống trị Tây Vực tốt hơn. Nói không chừng, Thôi gia còn sẽ trở thành thế gia nghìn năm thứ tư của Ninh triều. Nhưng nếu Thôi gia đi vào con đường tối, bị diệt vong cùng với Tây Vực, đại nhân, ngài sẽ có lỗi với liệt tổ liệt tông của Thôi gia. Nhưng quốc chủ là quân chủ của ta, cũng là cháu ngoại của ta. Nếu ta làm như vậy, không tránh khỏi có chuyện. Đại nhân dường như đã quên đi một điểm, quốc chủ là tước vương, ông ấy thần phục nhà Ninh, nhiều nhất chỉ là một cái họ khác vương. Tục ngữ nói rất hay, dưới bầu trời là đất vua, trên bờ đất là quan thần của vua. Thôi đại nhân, quốc chủ của ngài không phải là tiền tông quốc chủ, mà là Ninh hoàng, ngài chỉ là đang làm việc dưới quyền của tiền tông mà thôi. Quốc chủ tiền tông thù giữ khâm phạm, còn muốn bắc phạt, đây chính là tạo phản. Cấp trên tạo phản, cấp dưới vì xã tắc, vì bách tính, quê giáo đánh lại, có gì không được? Cái gọi là loạn thần tặc tử, mọi người đều phải bắt giết. Người trong thiên hạ sẽ không vì điều này mà cười nhạo đại nhân. Nếu nói như vậy, nhiều năm qua ta không phải làm quan cho Tây Vực, mà là làm quan cho Ninh triều sao? Quốc chủ chỉ là một cấp trên của ta, hắn muốn tạo phản, ta quay rào đánh lại là chính nghĩa, là phù hợp với lời dạy của thánh nhân. Nhưng ta luôn cảm thấy điều này có chút khó xử. Một lời nói của văn quân tốt hơn 10 năm đọc sách. Từ khi tiền gia thần phục nhà Ninh, hạ thất tôn hiệu, tự xưng là quốc chủ, thôi ra ta đã là làm quan cho nhà Ninh rồi. Bây giờ quốc chủ tạo phản, ta sẽ đại nghĩa diệt thân, quay rào đánh lại, trả lại một càn khôn sáng sủa, mảnh đất Tây Vực hai châu. Như vậy, không mất mấy ngày đã có thể lấy được thành Cự Khuyết. Cuộc chiến diệt quốc lần này, vượt sông Miên Giang chỉ bị thương chưa đến 1.000 người, chỉ bao vây thành Cự Khuyết 2 tháng, quân Tây Vực đã mất hết sĩ khí, bây giờ lại có nội ứng. Quả nhiên, Hải Nhân chính là người đa mưu túc trí trong quân ta. 2 ngày sau, cuộc chiến công thành bắt đầu, Tây Vực chiến bại.
Ha ha, không ngờ từ khi khai chiến đến khi chiếm được thành Cửu Khuyết chỉ mất hơn 2 tháng, Hoàng thượng đã lấy được Tây Vực. Nếu muốn hòa nhập hoàn toàn Tây Vực vào nhà Ninh, Hoàng thượng nên Tây Tuần xoa dịu quan dân Tây Vực. Được, sau khi cúng tế thái miếu, Tây Tuần, đám thương nhân này hầu hết đều biết cách tiết kiệm tiền khi có cho họ thì cũng bị chôn dưới đất, không thể lưu thông, có cho họ thì cũng sẽ lãng phí. Các vị vốn cho rằng quốc khố Tây Vực chắc là đủ dùng, không ngờ quốc chủ Tây Vực phung phí vô độ, quốc khố trống rỗng, ngân lượng chuẩn bị để hoàn trả trái phiếu có phần không đủ. Lạc An Hầu, ngài có phiếu đảm bảo đó, bây giờ ngài nói phải làm thế nào? Đúng vậy, Hầu gia, đó là toàn bộ gia sản của ta. Giờ ngài nuốt lời, vậy thì ta chỉ có thể làm ăn mày thôi. Hầu gia, ta không muốn tiền lãi nữa, xem như là ta đã đóng góp cho đất nước, nhưng ngài phải trả lại tiền vốn cho ta. Các vị, trước tiên đừng sốt ruột, triều đình sẽ không bao giờ thất hứa, vì vậy đã đề xuất một biện pháp khắc phục. Phương án này sẽ không để các ngài chịu thiệt, thậm chí còn có thể kiếm được thêm chút tiền. Không biết là phương án gì, nếu thực sự có thể bù đắp được, thương nhân chúng tôi cũng sẽ đồng ý. Tuy ngân lượng không đủ, nhưng trong cung lại có rất nhiều thứ pháp tranh cổ. Những thứ này cũng là tiền, triều đình chuẩn bị dùng những thứ này hoàn trả trái phiếu. Mọi người nghĩ sao? Thư pháp tranh cổ, hóa ra hà nhân là muốn tiền mặt. Những thư pháp tranh cổ này thực sự rất có giá trị, huống hồ còn là đồ trong Vân Thủy Cung, chắc hẳn đều là cực phẩm. Tục ngữ nói rất hay, thịnh thế đồ cổ, loạn thế hoàng kim. Bây giờ Ninh triều ta ngày một hưng thịnh, vẫn là thịnh thế. Thêm vài năm nữa, giá của những thư pháp tranh cổ này chắc chắn sẽ tăng lên. Lạc An Hầu, như vậy chẳng phải triều đình sẽ lỗ sao? Ta há chẳng biết những thứ này sẽ tăng giá lên sao? Nhưng uy tín của triều đình không thể sụp đổ, cho nên đã báo xin hoàng thượng chịu đau lấy ra một lô cổ vật bán đấu giá để trả hết trái phiếu. Vậy được, Lạc An Hầu, ta dự định sẽ mua một lô. Đây đều là những cực phẩm, nhà họ Vương ta là thế gia nghìn năm, không so với các gia đình bình thường chỉ biết tiền mặt. Những thứ mùi tiền đó sẽ làm giảm phẩm vị của Vương gia ta. Chỉ có những thư pháp tranh cổ trong Vân Thủy Cung mới có thể xứng với địa vị thế gia nghìn năm của Vương gia ta. Cứ như vậy, dưới sự phối hợp của Hài Nhân và Vương Vọng Thư, các thương nhân đều đồng ý dùng thư pháp tranh cổ để gán nợ. Ngày hôm sau, Hài Nhân ở trong Vân Thủy Cung cử hành hội đấu giá. Ta không hứng thú với mấy thứ trong Vân Thủy Cung này, nhưng ta muốn một thứ tương tự. Không biết ngài có muốn đưa ra đấu giá không? Không biết Vương tiểu thư muốn gì? Ta muốn một bài thơ của ngài, nhưng chủ đề lại do người đấu giá quyết định. Được, nhưng chỉ định chủ đề thì sẽ đắt đó. Ta không thiếu tiền, ta tin rằng các vị đang ngồi ở đây cũng không thiếu tiền. Vậy thì ta sẽ thêm một giá. Giá khởi điểm của bài thơ này là 2 vạn lượng. Mỗi lần tăng giá 2.000 lượng. Vương gia ta trả 20 vạn lượng. Tiểu thư Vương gia một lần lấy ra 20 vạn lượng. Đây là quyết tâm phải lấy được. Hơn nữa cô ta còn nhấc Vương gia ra. Ai dám tranh nữa chứ? Vương tiểu thư, bài thơ này của cô rồi. Mời nêu rõ đề tài. Đây là ta đã bỏ ra 20 vạn lượng bạc đấu giá được. Ngài không thể tùy tiện lấy ra một bài thơ để lừa ta đó. Làm sao có thể? Tác phẩm của Hà Nhân chắc chắn phải là cực phẩm. Được, đề tài này chính là ta. Đây là có ý gì? Lẽ nào là muốn ta làm một bài thơ về vẻ đẹp của nàng ta sao? Giống như Ngọc Thần Phú mà ta đã viết cho Nhược Nhược. Nhưng đó là ta vì để kiếm vợ mà đã bắt chước Ngọc Thần Phú làm. Nếu để ta ở nơi đông người này viết một bài thơ về vẻ đẹp của nữ nhân, không tránh khỏi khiến ta hơi xấu hổ. Phải biết ta là một người đã có vợ. Thế nào, Lạc An Hầu không sẵn lòng? Nếu không muốn, vậy thì bỏ đi. Ai bảo ta không đủ tư cách để Lạc An Hầu làm thơ cho ta chứ? Làm sao có thể? Ta một lời nói ra như đinh đóng cột. Thế là Hà Nhân liền sao chép bài thơ Thanh Bình Điệu của Tiên Lý Bạch. Có phải chàng ấy đang nói về ta không? Trong thơ viết ta thành nữ thần, trong bài thơ này ta không hề thua kém Trương Nhược trong Ngọc Thần Phú. Có vẻ như chàng ấy vẫn là thích ta. Tại sao trong cung này lại vắng vẻ đến vậy? Ngay cả vật dụng, đồ bài trí cũng đều không có. Hoàng thượng, Lạc An Hầu đề nghị ban đầu giá tất cả thư pháp tranh cổ trong Vân Thủy Cung để lấy ngân lượng chi trả trái phiếu. Thần và Trương đại nhân thấy có lý nên đã đồng ý. Suy cho cùng triều đình cần là tiền mặt, cũng không thể lấy mấy thứ đó thưởng cho binh lính chứ. Đầu giá được bao nhiêu tiền? Khởi bẩm hoàng thượng, tổng cộng 500 vạn lượng. Lấy sổ sách cho ta xem. Giá này của Khanh cũng quá cao, quả thật chính là xem đám người đó như rau hẹ mà cắt. Giá mà có thời gian thư thả hơn chút, giá có thể sẽ càng cao hơn. Làm thế nào ngài có thể thổi giá cao như vậy? Nói ra cho chúng tôi nghe thử. Có biết thế nào gọi là nhà giàu mới nổi không? Nhà giàu mới nổi chính là mua thứ gì cũng đều phải mua thứ đắt nhất. Vì vậy phải nắm bắt được tâm lý của nhà giàu mới nổi. Nguyên tắc bán đấu giá của ta chính là không tìm thứ tốt nhất, nhưng hãy tìm thứ đắt nhất. Vì Ái Khanh, Trương Ái Khanh, các khanh hãy thảo luận với Đô Đốc Phủ, xây dựng phương án khen thưởng. Lần này kiếm được không ít tiền từ bản đầu giá đồ cổ, cộng thêm trận chiến diệt quốc lần này, phần thưởng có thể cao hơn chút. Vâng, Hoàng thượng, Hoàng thượng, trong số tiền đấu giá này có 20 vạn lượng là của thần. Cái này phải trả riêng cho thần. Được, Khanh lấy đi, nhưng nhà giàu mới nổi nào đã bỏ ra 20 vạn lượng mua một bài thơ của Khanh vậy? Là nhà đầu Vương Vọng Thư đó, dùng của hồi môn của nàng ta mua một bài thơ. Nói đi, chuyện này là thế nào? Nhạc phụ, chuyện này thật không thể trách con, là cô ta cứ bám lấy con để tránh Vương Vọng Thư đó. Con đã gọi hết thầy thiếp của mình đến để từ chối khéo. Cha đừng nghe tin đồn bên ngoài. Ta biết những lời đó là do nhà họ Vương truyền ra. Cho dù là Vương Vọng Thư có làm thì nhà họ Vương cũng bằng lòng. Bây giờ nhà họ Vương cũng không cần mặt mũi nữa. Nhạc phụ, vậy con nên làm gì đây? Phải biết rằng nếu người không cần mặt mũi sẽ thiên hạ vô địch. Con chỉ cần nắm chắc quyết tâm, kiên quyết không cho phép. Ta xem Vương gia sẽ làm như thế nào. Hắn cũng không thể cứ cố nhét con gái hắn cho con chứ. Được rồi, bây giờ bàn bạc chút. Con có ý kiến gì về cách cai trị Tây Vực sau này? Quan chức Tây Vực nhất định phải được tuyển chọn kỹ càng, đặc biệt là về phương diện nhân tài. Phải lợi dụng tối đa tài năng của Tây Vực, đừng để họ nghĩ rằng bản thân là hạng hai. Theo cách nói
của chúng ta. Tây vực cách đây hơn 100 năm chính là người của nhà Ninh. Vì thế người Tây vực không phải là người của nước khác, mà cũng là người nhà Ninh. Nếu đã là người cùng một chiều, thì mọi thứ phải bình đẳng, không được phân biệt dân thắng, dân bại. Nói hay lắm, nhưng như thế, trong triều sẽ có mấy người phải thất vọng. Suy cho cùng, một lúc có nhiều quan vị như vậy, bọn họ đều sẽ để mắt đến. Về phần quan võ, con có thể trao đổi với Trấn Quốc Công. Về phần quan văn, con muốn phe địa phương chiếm một nửa. Điều này có hơi khó chút, ít nhất cần phải có ai đó trong nội các ủng hộ chúng ta. Tề tướng, không được, ông ấy đã già rồi, ngày càng không thể áp chế được người dưới quyền của ông ấy nữa. Cho dù ông ấy đồng ý, những người dưới quyền ông ấy cũng sẽ không đồng ý. Phó tề tướng cáo lão, ông ta chính là tề tướng, ông ấy đang muốn lôi kéo quan văn trong triều để thuận lợi cho ông ta thăng làm tề tướng. Vào lúc này ông ta sẽ không đồng ý đâu. Vậy thì chỉ còn tam phủ thôi. Con có ứng cử viên nào cho phe địa phương này không? Có hai vị trí, điệp vệ Tây vực, đa chủ Thạch Thư Lễ, còn có ngự sử đại phu Hứa Hưng. Con rất tán thưởng hai người này. Ta biết rồi, ta sẽ đi bàn bạc với Vi Ngạ, xem có gì có thể trao đổi được không. Ngày hôm sau, hai người cùng nhau bàn bạc. Hai nhân nói đúng, quả thực người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Hoàng thượng, Tây vực nên được chia thành hai châu để cai trị riêng, không thể để họ hợp lại một chỗ, để tránh thế lực của họ trở nên quá mạnh. Không sai, phải chia ra cai trị. Mấu chốt là khó lựa chọn quan chính cho hai châu này. Nếu dùng hết quan bên ngoài, khó tránh khỏi quan viên cũ của Tây vực sẽ có chút sợ hãi. Nếu dùng quan chức cũ của Tây vực, lại khiến chúng ta cảm thấy không an tâm. Đúng vậy, thật là khó xử. Thân tiến cử một người, đại chủ phân đạt Tây vực Thạch Thư Lễ. Cứ như thế, Thạch Thư Lễ và Hứa Hưng đã thành công nhận chức. Hứa Hưng còn được Hà Nhân sắp xếp tam cố mao lư 5 lần 7 lượt tới mời cho được. Ninh Hoàng Hà tất phải hậu ái với một kẻ vong quốc ta như thế, khiến ta thật hổ thẹn. Hứa Công tại sao cứ nói mình là kẻ vong quốc chứ? Rõ ràng là đã bị sự lừa gạt của Tiền gia. Thanh vốn là đại thần của nhà Ninh. Hasi, ta đã không còn muốn lăn lộn chốn quan trường nữa, không quan tâm đến việc triều chính, chỉ muốn chết già trong rừng. Mời Ninh Hoàng về cho. Đại trượng phu đứng giữa trời đất, nên nuôi dưỡng chính khí chào dâng trời đất, làm những điều quang minh lỗi lạc. Còn Hứa Công ngài, sao lại cư xử như nữ nhi, chỉ muốn trà trộn trên núi rừng? Xu hướng hiện nay, lắm nước đứng cạnh bên nhau. Người Hoa ta đã có 3 sức mạnh bị phân tán, kẻ địch lớn ở phía bắc, một khi tiến về phía nam, sinh linh đồ thán, tiếng kêu than dậy trời đất. Lúc này, đất nước nguy nan, dân thường cũng có trách nhiệm. Đại trượng phu chúng ta nên phò tá Ninh Hoàng, thống nhất người Hoa để chống lại kẻ thù phương Bắc, để người Hoa chúng ta đứng trên đỉnh Hoa Chương. Còn ông lại muốn danh tiếng của mình, cứ ôm khư khư cái danh hiệu trung thần chứ không chịu hai chủ, mà không nghĩ đến người Hoa chúng ta đang gặp nguy hiểm. Hoàng thượng, thần đã được thức tỉnh nhờ câu nói của Lạc An Hầu. Ngài nói đúng, đại trượng phu nên phò tá Ninh Hoàng, thống nhất người Hoa để chống lại kẻ thù phương Bắc, để người Hoa chúng ta đứng trên đỉnh Hoa Chương. Hứa Ái Khanh, khi năm nước đứng cạnh nhau, dùng cái gì để dạy ta? Lúc này cần nhanh chóng sát nhập Tây vực vào nhà Ninh, tăng cường sức mạnh quốc gia. Trước tiên chia Tây vực thành hai châu, Lăng Nam Châu và Kiến Xương Châu, ra sức cân nhắc quan viên trẻ, tỷ lệ quan viên phải ngang bằng miền Bắc, để khiến người dân Tây vực an tâm. Sau khi yên đề lòng dân, mới có thể Tây Trinh Tây Xuyên, thống nhất Tây Xuyên. Thay vì nghĩ đến dùng sức mạnh Tây vực để chinh phục Tây Xuyên. Tại sao? Chinh phạt Tây vực, thần sách quân ti tiến công thuận lợi, nhưng cũng chịu thiệt hại. Nếu lại miễn cưỡng chinh phục Tây Xuyên, cho dù có thuận lợi cũng sẽ tổn thất lớn nguyên khí. Nhà Lương ở phương Bắc sẽ không ngồi yên thờ ơ, nhìn chúng ta thôn tính Tây Xuyên. Đến lúc đó, thần sách quân tổn thương nguyên khí, không chống đỡ nổi kỵ binh tinh nhuệ của nhà Lương mà bị khinh quốc. Chỉ cần tu dưỡng vài năm, quân đội đủ tinh nhuệ, chinh phục Tây Xuyên không khó. Tây Xuyên là vùng đất chủ phú, có đủ các loại lương thực, khoáng sản, cần gì có đó. Rất khó chinh phục về mặt kinh tế, nhưng họ đang thiếu một loại nhu yếu phẩm, muối. Từ công, Tây Xuyên không thiếu muối, hàng năm còn bán một lượng muối tinh lớn cho triều ta. Nhưng muối này không phải ở nội địa Tây Xuyên, nó ở nơi không xa biên giới Tây Vực. Bởi vì Tây Xuyên và Tây Vực vẫn luôn có quan hệ tốt, cho nên tường thành thành Lục Tân ở đó mới không cao, cũng không có nhiều lính phòng thủ. Hoàng thượng, đây là chiến trường của các chiến lược gia quân sự, lấy được nó, Tây Xuyên sẽ rơi vào tình trạng thiếu muối. Lúc đó chúng ta dần dần tăng giá muối, thì sẽ làm cạn kiệt quốc khố của họ. Người Tây Xuyên còn có một đặc điểm khác, chính là nội chiến người ngoài ngành, ngoại chiến người trong ngành. Trong lịch sử nội chiến người Hoa, Tây Xuyên chưa bao giờ có một quân đoàn nổi danh. Ngược lại, sau khi thống nhất người Hoa, trong các cuộc chiến tranh nước ngoài, Tây Xuyên lại có mấy quân đoàn khá có năng lực. Nếu trong những năm đó không có những quân đoàn đó từ Tây Xuyên, người Hoa sớm đã bị tiêu diệt. Cũng không biết tại sao, có lẽ là số phận của người Tây Xuyên. Cái gọi là thiên hạ đã loạn, Xuyên chưa loạn. Thiên hạ đã ổn định, Xuyên chưa bình. Vì vậy, chỉ cần công phá Thạch Bài Quan, Kiếm Hiệp Quan, quân đến Thành Cẩm Quan, lòng quân lòng dân Tây Xuyên sẽ suy sụp. Không đánh mà hàng, có Hứa Hưng, không chỉ có thể sát nhập Tây Vực vào nhà Ninh nhanh hơn, còn lập ra một kế hoạch chiến lược để tiêu diệt Tây Xuyên. Có vẻ như Tây Vực không phải không có nhân tài, chỉ là Tiền Tông không biết sử dụng mà thôi.